chào cả nhà. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại tầng Long Môn nè. Cả nhà vừa rồi thấy cái hình ảnh của tầng Long Môn đẹp không ạ? Thì đây là tầng 23, 24, 25 của tòa tháp Rivo Panorama, hay còn gọi là tầng Long Môn cả nhà nhé. Thì buổi trưa này thì Giang lên đây để mình cảm nhận cái không khí trong lành và gió cực kỳ là mát của tầng Long Môn luôn. Với cái vị trí này á, ngắm view cực kỳ là feel luôn mọi người, nhìn đã lắm. Mình có thể view về hướng Nhà Bè hoặc là tỉnh Đồng Nai nè. Bên kia tỉnh Đồng Nai thì nó cây cối nhìn một cái mảng xanh nó rất là đẹp luôn và rất là trong lành. Còn cái hướng hướng Bắc á, hướng Bắc bên này thì mọi người sẽ view trực diện về cái tòa tháp Landmark 81 và trung tâm quận nhất, và khi phía khu đông hay quận 2 đó nhìn cái view cũng cực kỳ là đẹp, và bên đó cũng có rất là nhiều mảng xanh cực kỳ là thoáng mát luôn cả nhà nhé. Thì sau đây Giang sẽ xin mời cả nhà lên một cái căn hộ thực tế, view cực kỳ là đỉnh, cực kỳ là feel luôn. Rồi Giang xin mời cả nhà cùng với Giang di chuyển lên để mình cảm nhận cái căn hộ này nhé. Căn này là căn 55.3 m², thiết kế 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh. Thì hiện nay Giang đang nắm độc quyền cái căn này với giá 2,5 tỷ thôi. Nếu anh chị nào mua nhanh trong tháng 10 này thì bên Giang sẽ tặng lại cho anh chị 50 triệu để anh chị có thể là bố trí cái phần nội thất, để mình có thể sắm sửa thêm cái nội thất, trang hoàng thêm cái căn hộ mình nó đẹp hơn. Xin mời anh chị cùng với Giang di chuyển ha. Rồi, mời anh chị. Trước khi mình bước lên thì mọi người cùng với Giang xem cái view ha. Đó, view đẹp không ạ? Đó, phía xa xa như anh chị thấy đó, cái chỗ cái mũi ngọn ngọn đó là mũi Sài Gòn, mũi đèn đỏ Sài Gòn Peninsula. Thì tương lai chỗ đó sẽ là một cái khu phức hợp thương mại, và nó sẽ có dự kiến là sẽ có một cái sòng bài casino. Nó sẽ tập hợp tất cả những cái kinh tế tài chính lớn mạnh về cái chỗ này luôn mọi người nha. Cái mảng xanh bên này nè mọi anh chị khách hàng, thì đó là cái tỉnh Đồng Nai ha, một cái mảng xanh cực kỳ là đẹp luôn đó. Rồi còn cái phía xa bên đây anh chị khách hàng thấy dễ dàng thấy cái tòa nhà Landmark 81 phải không ạ, từ ở trên này. Và ngoài cái tiện ích tầng Long Môn thì cái tòa nhà Rivo Panorama của chúng ta có một cái tiện ích hồ bơi, nhìn view cũng cực kỳ là đẹp luôn. Thì mỗi buổi buổi chiều hoặc là buổi sáng mình có thể ngắm view để mình cà phê, mình trải nghiệm một cái không gian cực kỳ là chill luôn ha. Rồi những ngày mà cuối năm á, hoặc là những cái ngày lễ quan trọng của đất nước thì sẽ có những cái buổi mà bắn pháo hoa, thường nó sẽ tập trung cái chỗ Landmark 81, mọi người từ đây nhìn thấy nó cực kỳ đẹp luôn ha. Bây giờ mời mọi người di chuyển với Giang lên căn hộ. Tháp chúng ta là có hai tháp, Rivo Panorama 1 và Rivo Panorama 2. Thì mỗi tháp đều có thang máy riêng nha. Đối với tháp Rivo Panorama 1 và 2, mỗi bên đều có 5 thang máy là mình sẽ đi di chuyển riêng. Có 4 thang máy dành cho cư dân và 1 thang máy dành cho khu vận chuyển mọi người nhé. Đây là cái thang máy vận chuyển nè. Thì cái thang máy này á, thì cư dân của chúng ta có thể là mình nuôi thú cưng thì mình đi bằng cái thang máy vận chuyển này, còn nếu bình thường thì mình đi cứ di chuyển bằng 4 cái thang máy này. Đây tầng 23 mọi người nhé, là tầng Long Môn 23, 24, 25. Bây giờ mình sẽ di chuyển thang bộ đi ha. Đây, trong khu vực thang bộ này á thì nó có đèn tự động ha mọi người. Thì mỗi hai bên tháp đều có là hai cái thang bộ, tổng cộng là 4 cái thang bộ mọi người nhé. Bật đèn lên. Rồi, chúng ta đã lên cái tầng 25 mọi người nhé.
Rồi, đây là khu vực tầng 25. Thì trước khi bước vào căn hộ thì Giang sẽ chia sẻ một cái view. Trong cái tháp của mình á, cái tầng giá trị nhất là tầng 23, 24 và 25. Các người thấy không? Thì ba cái tầng này là nó thông với nhau và mình có thể view xuống dưới được nè. Thì mỗi buổi chiều trong cái tầng lông môn thì có rất là nhiều chị đẹp tập yoga ở dưới này. Mình ở cái căn hộ tầng 25 thì mình ngắm xuống, mình view các cô cũng rất là xinh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái căn hộ của chúng ta ha. Đây là khu vực bên ngoài căn hộ của chúng ta nè. Từ bên ngoài vào ở đây là chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái cửa, một cái chuông cửa. Còn đây là cửa Galaxy loại thép chống cháy tích hợp khóa gieo mọi người nhé. Rồi mình bước vào cái căn hộ. Bây giờ Giang sẽ mời mọi người ra thẳng cái view luôn. Cái view này cực kỳ là view, cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Căn này là căn cực kỳ đặc biệt mọi người nhé. Hãy quyết định ngay, quyết định sớm. Vì cái căn này bên phía Giang mới mở ra thôi. Và cái căn này view về hướng tòa lên mắt 81 mọi người nhìn nè. Đó. Rồi bên đây là sông. Sông Sài Gòn, bên kia là tỉnh Đồng Nai luôn, cực kỳ là thoáng luôn mọi người nhé. Và ở đây thì cảm giác mỗi buổi sáng mà mình nhìn view, buổi chiều nhìn view đó thì rất là tuyệt vời luôn. Và cái căn này đặc biệt là so với những cái căn cùng cái thiết kế như thế này, cùng diện tích như thế này, thì cái căn này bên Giang là lắp cho mọi người hệ thống máy lạnh đầy đủ luôn mọi người nhé. Thương hiệu Daikin. Đó. Trong 3-2 phòng ngủ và phía bên ngoài phòng khách đều gắn máy lạnh cho mình luôn. Rồi, Giang mời mọi người di chuyển vào đây mình người xem ha. Đó. Thì trong phòng ngủ lớn thì có một cái cửa sổ nè. Cửa này là cửa cách âm luôn. Có nghĩa là chúng ta mở cửa vào thì mình sẽ nghe được những tiếng ở bên ngoài, nhưng mà khi đóng lại là không nghe bất kỳ một cái tiếng gì đó luôn. Mọi người để ý ha. Đó. Thì ở đây có một cái không gian này để mình view trực diện bên ngoài. Mọi người có thể để một cái sofa ở đây cũng được nè. Hoặc là mình có thể để một cái bàn làm việc. Mình muốn đặt bàn làm việc ở đây cũng rất là thoáng luôn. Và ở đây là chủ đầu tư họ lắp cho mình một cái fit cắm điện nè, để mình có thể là cắm những cái thiết bị điện tử. Ở đây bên góc này cũng có luôn. Nói chung là các góc đều có fit điện tử rất là nhiều ha. Còn khu vực này chủ đầu tư họ là một cái phần âm nè mọi người. Mọi người thấy không? Cái phần âm ha. Thì cái phần âm này á là mình có thể lắp đặt một cái hệ thống tủ. Mọi người có thể làm thiết kế cái dạng không gian tủ mở á, mình làm từ dưới lên tới trên trần luôn thì mình sẽ chứa được rất là nhiều vật dụng ha. Rồi. Trong cái cửa này thì ở đây nó có một cái bảng lề hít lại nè, đóng lại. Dù có gió nó cũng không có đập va đập cánh cửa. Thì đèn đây là đèn âm dương nha mọi người. Mình có thể bật tắt hai bên, nó có hai bên nè. Đèn âm dương. Đó. Rồi, thương hiệu máy lạnh Daikin thì bên Giang cũng lắp đặt cho mọi người luôn rồi. Quá tuyệt vời không ạ? Mình mua căn này thì mình còn gì phải bàn cãi nữa. Sở hữu luôn một cái bộ máy lạnh này là tặng mọi người luôn. Ba cái máy lạnh này, ba máy lạnh này cũng hơn 50 triệu rồi. Thì đó, là mua chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Nhưng mà trong tháng 10 này thì mọi người chốt nhanh, Giang tặng cho mọi người 50 triệu để mọi người mua giường, rồi tủ, ghế, sofa các kiểu. Rồi tặng cái bộ máy lạnh nữa cũng gần 50 triệu nữa, là mọi người được tặng khoảng 100 triệu luôn đó. Rồi, thì ở những cái video trước Giang chia sẻ thì cũng có cái hệ thống gọi là tủ bếp rồi. Đó, bây giờ Giang cũng chia sẻ lại cho mọi người luôn. Mọi người có xem cái kênh của Giang thì cũng thấy luôn là hệ thống tủ bếp của chúng ta là đến từ hai thương hiệu lớn. Thương hiệu đầu tiên là của Đức, là thương hiệu Hubler của Đức ha. Còn thương hiệu thứ hai là gỗ Kata của An Cường. Gỗ Kata là cái cửa gỗ này chống va đập mọi người để ý nè.
Và cái phụ kiện này là từ hấp lơ nha mọi người. Mọi người để ý cái phụ kiện nè, từ thương hiệu hấp lơ. Rồi cái mặt đá này, đá chống bám ha. Rồi ở trên cái phần tường, cái sổ của bụt nấu ăn mọi người để ý nè. Trên này á thì chủ đầu tư họ lắp đặt cho mình một cái kính này, kính chống bám luôn. Là khi mình nấu nướng á thì bên cạnh cái máy hút mùi này thì nó hút đi những cái khói. Bên cạnh đó thì đâu đó một cái vài phần gọi là mỡ thực phẩm hoặc dầu thực vật á, khi mọi người nấu nó sẽ bay vào đây, nó bám vào những khu vực ở trên này, thường nó sẽ bám ở tường này. Và với cái kính này mọi người chỉ cần lấy cái dẻ lau, người lau sơ qua là nó sẽ sạch rồi, nó không có để lại vết bám. Rồi còn cái bồn rửa này á, chủ đầu tư họ làm hai chậu, một chậu để mình rửa những cái thực phẩm tươi sống, và một chậu mọi người có thể để những cái chén muỗng đĩa ở đây để mình rửa đấy ha. Và hộp tủ thì rất là nhiều rồi, Giang cũng nói nhiều về cái hộp tủ này. Rồi ở đây khu vực này nè, chủ đầu tư chừa được một khoảng để mọi người đặt cái tủ lạnh ở đây luôn ha. Là khi từ mình đi chợ về á, là mình bước vào đây cái ngay cái tủ lạnh luôn, mình để những cái thực phẩm tươi sống, nó sẽ tránh được cái vấn đề nhiễu nhão thực phẩm tươi sống nằm ở trong cái hàng ba của mình ha. Đây thì ổ cắm, đây mình cắm. Khi mình rửa gáy xong là mình có thể qua đây mình rửa tay, rửa chân nè, như nhà vệ sinh ha mọi người. Đó. Thì trong nhà vệ sinh này cực kỳ là hay luôn mọi người để ý ha. Bây giờ Giang chia sẻ cho mọi người về cái khu vực phòng nhà vệ sinh ha. Đó. Khu vực nhà vệ sinh này á thì cái căn của chúng ta thiết kế hai phòng ngủ một nhà vệ sinh. Thì chủ đầu tư họ lắp đặt cho mình cái bồn lavabo rửa mặt ở phía bên ngoài để mình cái việc vệ sinh nó dễ dàng hơn. Và phía bên ngoài này nó có một cái hộp tủ nữa nè. Đó. Mình để được những cái mỹ phẩm, rồi kem đánh răng, bằng chải đánh răng để các kiểu ở đây luôn ha. Đó. Mình chứa rất là nhiều thứ. Ở dưới cái ngăn này mọi người có thể để một số vật dụng như khăn tắm ha. Đó. Rồi phía bên ngoài này mọi người, cái khay dưới này nữa mọi người, để một cái khay để mình chứa những cái quần áo bẩn á, mình mặc xong mình bỏ dưới đó. Rồi ở đây nó có một cái ổ phích cắm nè mọi người, qua đây mọi người xem nè. Ha, ở đây có một cái phích cắm. Thì phích cắm này để mình sấy tóc, khi mình tắm xong á mình ra đây mình sấy tóc. Rồi, đó. Rồi cái máy sấy thì mình bỏ trong cái tủ này. Rồi trong nhà vệ sinh mọi người nhìn nè. Nhà vệ sinh này thiết kế cực kỳ là thông minh. Với một cái không gian nó không phải là rộng lắm đâu, nhưng mà bước vào cái căn nhà vệ sinh này á thì mọi người thấy không gian nó rất là rộng thoáng ha. Và trên cái trần nhà vệ sinh này có một cái vòi tắm mưa nè, một cái vòi tắm mưa và vòi hoa sen ha. Ở đây là cái vòi. Thì khi tắm á, mọi người cứ đóng cái cửa này lại thì tắm mình sẽ không vấy bẩn những cái nước ra bên ngoài đó ha. Giả sử một người đi tắm, một người đi toilet ở đây cũng rất là tiện luôn ha. Đó. Thì khu vực này để mình những cái giá inox này nè, để mình treo khăn, treo quần áo khô ha. Mình tắm xong thì mình bước ra đây mình lấy quần áo vô mình mặc thôi. Đó. Thì những cái thương hiệu của mình là phụ kiện đến từ thương hiệu Hubler hết nha mọi người. Rồi. Rồi. Với cái căn hai phòng ngủ một nhà vệ sinh này mọi người có ưng ý không ạ? Đây là cái căn phòng ngủ số 2 nè. Giang xin giới thiệu luôn. Rồi cái không gian này cũng có một cái khu vực để mọi người để cái tủ không gian mở ha, tủ quần áo ha, hoặc chứa những cái vật dụng nè. Đó, không gian này nè, Giang bước vô nè, mọi người thấy không? Đó, không gian này. Rồi, cái căn này thì bên Giang cũng lắp cho mọi người một cái máy lạnh Daikin luôn nè. Mọi người thấy không ạ? Đó. Rồi. Rồi Giang xin mời mọi người bước di chuyển bên ngoài ha. Rồi. Thì Giang xin tạm dừng cái video ở đây ha. Thì những anh chị nào nên nhanh tay liên hệ với Giang. Tại vì những căn đẹp nó không có nhiều, mà cái căn đẹp lại nằm ở cái tầng đẹp nhất của dự án nữa, tầng Long Môn, thì nó càng hiếm hơn nữa mọi người. Với một cái giá này cực kỳ là rẻ luôn. Tại vì sắp tới á, cái dự án mà Sky 89 nó bàn giao á, là giá nó tăng rất là nhiều. Và cái giá của River Panorama sẽ tăng theo cái dự án Sky 89. Và mọi người nên nhanh tay đi trước khi mà bên Giang tăng giá cái căn hộ này. Nếu mà bên Giang chưa bán được thì thời điểm đó thì bên Giang sẽ tăng giá.
Còn thời điểm này bên An Giang vẫn để một cái giá tốt nhất với giá chỉ 2 tỷ rưỡi thôi. Và mọi người mua trong tháng 10 này thì bên Giang sẽ tặng cho mọi người đúng 50 triệu để mọi người bổ sung nội thất và những cái thiết bị điện tử để sử dụng cho cái căn hộ mình nó hoàn hảo hơn và đẹp hơn. Rồi hẹn gặp lại mọi người tại căn hộ 55.3m2 view về trung tâm quận nhất và Landmark 81. Xin chào mọi người.